Mỹ bên kia đó, chút xíu rồi tôi chạy. Thank you.
không có chạy xe vô được. Chợ thì chưa biết.
trời. Rất mùi. Xe ở cái anh này mình đi chợ ăn chè đây. Ăn chè đi tham quan chung cư xế xế 1 giờ đi kiếm cái ngôi chùa thì Mỹ thì ý vậy đây. Hỏi anh đó ngôi chùa này tên gì, yêu quên chợ này tên gì anh không biết. Mấy chợ thì giống chợ chỗ khác đó. Như cái loại à, sữa dài này. Phủi cho nó bớt đất ra. Xiên thẻ cào quả. Mận ngon ghê. Cái chợ thấy trái cây hốt. Chợ cũng giống như là nó bọc phát giữa chung cư á, tên ha, đường đi nè, chứ như nhà không hả, đường có chút xíu là trưng bày hàng bán hết rồi, còn được đường luôn đi, không có thấy tên chợ. Chợ thường là có nhà lồng chợ rồi, đây cũng có. Chùa đây hả ta? Chùa Hữu Ý vậy hả? Chùa Hữu Ý hả? À không không, đây là đình Bình Yên nha. Đình Bình Yên. Bán 10 ngàn đi. Bán lại cho 10 ngàn đi nha. Đình Bình Yên ha. Bán mức này ở đây bán đồ ăn sẵn chay có mà có cả chi rồi tàu hũ sốt gà rồi cái hàng ăn toàn là món ăn không à, hủ tiếu của chú mình. Trời bé đâu bé đâu bé cưng với hàng chè mèn đất ơi. Tôm mắm có lốt ăn chè đi hả, chè gì vậy chị? Tâm bố lượng, đậu thạch cẩm, xi xanh hạt lựu, bắp tay, xi xanh xi sáu hạt bé, xi xanh hạt dường, xanh đậu đen, đậu trắng, sen củ năng, củ sen, nhiều món, sen năng nhãn. Mấy cái này nè, mấy cái này chung là kêu lên. Đây là đậu đen.
À đậu hộp cẩm đi. Ngồi ra mừng quá. À ngồi đây đi, ngồi ăn đây nè. Tôi ghé sao luôn chị. Đây là mứt nè, nhiều món đó. Rồi cảm ơn chị, cho mình đi trà đá. Xanh đậu đen, đậu trắng, ngọt, đậu xanh. Rồi cảm ơn chị. Rồi ly trà khổng lồ rồi. Ăn ly trà này no tới chiều luôn. Đây, trà mèn đét ơi, mứt chùm ruột chua ngọt bánh tráng me. Để lên đây đi. Đây có cái gian hàng của một người ở đó mà người ta đã đóng đi về rồi. Đây mình để ké thôi, ăn chè ha. Cái này không có cái tay cầm, ý không có cái tay nướng cầm không. Giờ một tay cầm máy, một tay ăn. Nhìn cái chè ngon ghê, chắc là ngon. Nước cốt có vẻ ngon. Biết cầm cái này nó có thấy cái chè của mình không? Nó đầy nên mới thấy. Rồi, xin mời cô chú anh chị và các bạn một ly chè đậu thập cẩm. Rất là ngon, chưa nếm nhưng mà thấy khá là ngon rồi đó. Ngon ha. Tại vì chỉ làm nước cốt tươi á, chứ không phải là nước cốt nấu. Nước cốt nấu thường ngán á, nước cốt tươi nó không có, nó béo. Đậu phộng nè, cục nào cục lấy bự trình bình luôn. Xin mời ha. Quên để lắc hỏi chị nè, có tên người chợ này không? Vậy có biết coi chợ thì tên gì không? Gì chợ Tao Đạt hả? Không có thấy cái bảng hiệu đâu. Ai chợ nhỏ không? Dạ, đường Tao Đạt cho nên người ta kêu là dạ. Cảm ơn. Yeah. Cái ngôi chùa Thiện Mỹ nó nằm ở đâu vậy vậy chị? À đây đó hả? Nó đây hả? Đây hai chùa luôn á. Ở đây nhiều chùa lắm, phải hai chùa đâu. Chùa Thiện Mỹ dưới đường kia. Dạ. Nhiều chùa. Đóng cửa rồi, chùa Thiện Mỹ đóng cửa rồi. Bình Yên nãy mình thấy rồi.
chùa Hiển Mỹ đây nè, ngay đối diện trước mặt luôn nè. Che hết rồi, che dữ. Chợ Bao Đạt ha, nó không có tên, chợ nhỏ thôi, nhưng mà do nó nằm trên đường Cao Đạt nên kêu là đường Cao Đạt, chợ Cao Đạt. Chè của chị này ngon à. Đậu phộng giòn béo. Chung cư đông kia là kêu là chung cư chợ quán. Thank you.
Hôm nào không có hạt ăn ba ăn xíu lại biết chợ này có bán cái tối không ha, bác hỏi chị kia. Chè mình chưa lấy vài chén. Mùa này nha, ngốc ngon lắm nha. Mùa này ăn sầu ngon. Gà ri à. Trứng gà ri 30.000 chục. Ra mắt là gà công nghiệp. Ở công nghiệp Thầy Lâm. Ôi. Hết đi chè, no luôn. Quá nào con chèo ở đâu nóc không ở đi đây cắt tiền đi chè này đi
Bạc sen cũng năng. Có em như chị? Dạ 15 chị. 15 ngàn đi chè. Chị, chợ này bán tới mấy giờ nghỉ? Em bán tới tầm 7 giờ 7 rồi. 7 tối hả? 8 giờ là bắt đầu dẹp hết. Tối hả? 12 giờ mới dọn hàng. Rồi hôm nay. Đi tiếp rồi đi đây. Chè chị đó, nó ngon. Ôi trời, gian hàng chè nó. Chè này bán chè ngon mà. Cũng chủm mà chè chuối. Chè đậu trắng. Trời. Chè ấy. Họ lấy thêm gian hàng chè nữa. Ồ. Này bán tàu hũ thôi. Bán tàu hũ nè. Làm cái nồi. Thôi no rồi dòm đi. Em mới vừa ăn đi chè. No quá dòm. Tàu hũ gái à, một bên là để chén với nước cốt đường nữa. Thành là xô nước lửa chén ở dưới ha. Bên đây là cái nồi tàu hũ. Cao Đạt, đường Cao Đạt. Thôi coi như cái chùa Thiện Mỹ đó, tưởng đâu nó rộng rãi ai về nó đóng hết cửa rồi. Thôi đi vòng vòng chung cư chút rồi ra. Mày sửa đồ nè. Mai đồ sửa đồ. Bằng máy mai này. Cái máy mai này, máy mai có điện kìa. Có một tươi ra chạy. Này không nó end tới giờ. Người ta ướt cửa kiểu người ta ấy đường vô luôn nè. Cho đường vô luôn phơi kìa. Nhà xưa nè. Mày nâng đường nè. Sửa nè. Mày ở đó con căn nhà này là nhà xưa nè. Rồi cây ha. Trời ơi, mục hết trơn. Này đi ở trên gác chắc là gãy lèo lèo hay không biết có ai ở không ta. Dám ở không? Phía trên đó, tại vì nó cây á, cây nhìn có vẻ đổ nát mục hết rồi, đi mà nặng cái gãy hết. Còn phía dưới nè, phía dưới có cái cửa, chắc có người phía dưới ở nhà phía dưới này, người Hoa ha. Mấy căn này, mấy căn xưa nè, căn này phá cửa nè. 34 thiệt 95. Ngày xưa thường
làm mấy cửa cửa gì không à. Với ở trên gác á, gác bên đây cũng bị mục hết rồi. Đây là mấy căn này ngày xưa nè, mục hết rồi, chắc không ai dám ở trên đó đâu, không dám đi ở phía dưới rồi. Ủa chị, ở trên đây có ai ở không chị? Không, nó mục, thấy mình mục hết mà ở đi chắc té. Mà ở phía dưới có không? Không, lâu lâu chú mới về. À, lâu lâu mới về hả? Một tháng chú về, chú bị đi nước lộn, chứ không, chú không có ở. À, đóng cửa vậy không hả? Cảm ơn chị. Lâu lâu về ghi điện nước thôi ai, chứ không có người ở. Này phải sửa lại mới ở được, chứ đã cũ lắm rồi. Đâu, nhà này hả? Ở đây còn một phần đó. Ờ đúng rồi, cây nó bị lâu quá mùa đi đấy. Này căn căn này đẹp nè, căn này sơn màu đẹp nè. Cũng bằng phổ đúng không? Đi đâu? Chị, cái căn vậy bao nhiêu năm chị nhắm hơn bao nhiêu năm rồi? Rồi. Tôi 42 tuổi rồi, nó chắc 80 tuổi rồi. 80 tuổi, cả trăm năm phải không? Chắc vậy. Lâu rồi. Bà kia nhảy lầu ta mới quay mà. Bà leo lên lầu đi tao quay bà. Thôi leo. Một nát rồi. Một nát. Thôi con mà. Gắt thôi con chứ này. Để cho qua tiệm. Mày gì mà mất thịt chục đi. À. Em cảm ơn em đi nha. Nhà dì Bình hôm qua là có chút xíu nữa tắm ta là đi nhà, nhà có trong năm à. Có húng này hả? Đây nè, hoa bà ở đó nè. À, trên đây nó cũng siêu dẹo rồi là ha. Húng này siêu dẹo, bên kia cũng siêu dẹo. Siêu dẹo hết. Cả trăm năm. À, này cũng xưa nè, xưa nhưng mà được cái này tường. Căn này cũng xưa nè. Mà căn này có vẻ khang trang hơn. Mấy căn trên này đi sửa lại hết rồi. Khu người hoa ha. Tạm. Căn đó cũng xưa. Căn này cũng xưa nè. Trần bình trọng. Có một số nhà sửa, còn có một số nhà thì vẫn để y nguyên từ xưa tới giờ. Rồi, ra chung cư rồi, chung cư chợ quán. Ê, chú này sửa gì vậy này? Mài dao, à chú mài dao này. Chú mài dao này.
Chú bình thường đi, chú Hoài bình thường đi. Ở gì đâu, quay cho chú hành nghề mà giao rồi thôi gì đâu. Biết đâu ta thấy chú Mại đây mốt ta tới ùng ùng. Thì có nhiều khách là có nhiều tiền rồi. Quay tay không ha. Đó, cái đó nó chạy xay 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 bén lên. Chạy lòng vòng khu này hay là có khu nào nữa không chú? Tôi đi chạy mà mối không à. Mối không à? Ờ. Rồi, có hẹn giờ, hẹn ngày gì chú không hay là hay là quá. À vậy là cái này là khách chợ ha. Mấy người quen không à? À mấy người quen bán thôi. Mấy người lạ không có biết nữa bà. Dạ. Sợ ha. Mà cái này cũng sợ ha. Ngại cảm. Đồ nghề cũng gọn gàng, có cái này không mà. Máng lên xe chợ thôi. Ủa còn phải cào cái đó xong rồi mới mài hả chứ. Chú về con mã điện thoại hay con coi là chú có điện thoại là cách đây mấy năm trước có rồi hả? Có rồi. Tự anh em nó quay luôn rồi à. Mấy người ngoài quay cũng có mà anh em nó quay cũng có. Thấy chú làm nhẹ nhàng quá ha. Không quyền quá không? Đi quay quá. Yeah, đi lang thang quay gì đó. Đi lang thang quay gì đây. Quay có tiền á. Quay đưa qua nước ngoài á. Lấy tiền. Quay mình chủ yếu mình lấy tiền hỗ trợ mấy người mà nghèo lông thon khổ ngoài đường á. Đem về. Đúng không? Nhiều lắm chú ơi. Bạn cháu là cháu biết, chú đã biết trước như vậy đó. À, công nghệ mà. Chạy khắp Sài Gòn luôn chú. Khắp Sài Gòn thì không khắp. Nhưng mà đi vòng vòng thành phố là gì? Cái chợ nào là có chợ là có chú à? Chợ là có chú. Nhưng mà làm nó bao nhiêu? Dạ. Yeah. Mấy cái chợ rồi. Dạ. Không chịu nổi rồi. Dạ. Đi qua ngày nọ là mấy em nhìn mỹ rồi kéo mà hết nhà kia nhà nào cũng có dao. Mì dao mà. Dạ, cũng có không có ít coi nhiều cũng giờ cây. Cây, giờ cây. Chục cây bao giờ hết ăn là hết mày nè. Thế còn ăn là còn mày. Bao giờ mà hết ăn trong cái miệng là hết mày. Đúng không? Bây giờ không mày thì mua vô mới. Mua vô mới thì cũng đâu có cắt được. Mà nhà nào cũng có tài mà. Mày ít nhiều gì cũng phải có. Ít nhiều cũng có. Xài thời gian cũng lục rồi. Dạ. Lục rồi cái tiền thợ nó gọt. Gọt có mài bén hơn. Dạ. Chú cho mày làm tay không mày. Dạ. Máy móc thì cũng đầy đủ. Nhưng mà điện tới là máy móc thì nó nhanh hơn à, chứ nó không nó bén hả? Tốc độ nhanh hơn. Ừ. Nhưng mà cũng phải qua nào lướt, cũng phải qua nào tay. Tay thì nó mở được mở đóm hơn. Ừ. Máy là tốc độ nhanh nó khóa. Mà thấy tay chân nó an toàn hơn ha. Ừ, an toàn hơn, mài máy nguy hiểm. À. Dằn bắn như gì. Mài máy thì nó tốc độ nó nhanh nhưng mà nó nguy hiểm. Ừ. Làm không kịp nó. Không kịp nó là nó quơ. Nó quơ. Quơ là như tính mạng mình sao như không biết cái gì đâu.
ở gần đây thành phố để đi rồi hơi bệnh hoa. Dạ. Còn nếu mà ở quê thì về quê. Ở về quê nữa hả? Về quê dưới Mỹ. À. Giỏi ghê ha. Trời ơi, con làm ở đây được bao lâu rồi? Con hả? Mới đi chơi gần đây à. Trời ạ. Còn Sài Gòn thì chắc cũng cái chục năm mà. Nhưng mà lúc đó đi làm mà đâu có đi như vậy đâu. Ở đâu? Con hả? Ở Tiền Giang. Tiền Giang hả? Chú khu nào? Chú chắc ở miền Trung quá à. Chú ở miền Trung mà. Dạ. Thấy làm cái gì làm chứ làm kiếm thêm. À. Làm mà khó. có thằng ngồi kia này, nó cha nó thì hớt tóc, nó cũng hớt tóc, cho mình nó thường hay là mấy cái mình những gánh bưng bưng này bây giờ rồi nó lành mạnh, lấy điện thoại nó ngồi nó quay chú nữa, nó quay rồi bên này đưa nó ngoài, đưa vào bên này cung cấp cái tiền hỗ trợ cho có ích lợi cho mấy người của nó ôm ấy chia sẻ chia sẻ quay quay rồi mới gặp ai cũng quay 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 rồi bé đừng có lấy vô coi như cái nghề chú có nghề này bên kia có nghề kia nó mấy kệ bé đầu cũng như là đó con mấy kệ đầu xong rồi bé đầu như nó bắt đầu nó chọn lọc. À, là đã đập mấy gãy, đưa đi là đã đập không được, mình có cái nhà hảo tâm đồ bên nước ngoài á, hỗ trợ, hỗ trợ cho là mấy trăm triệu á, nhiêu mấy đâu, dữ vậy đó ha, mấy trăm triệu rồi nó về nó cho rồi thì lấy gì. Ghi kỷ niệm đi chơi vậy thôi à cô. Chơi. Con đi chơi. Chơi nó cũng quay được. Dạ. Giờ cứ có điện thoại chức năng quay là quay thôi. Quay là quay. Thôi con đi đây. Đi lang thang khung này thôi. Chào chúng nha. Chú của nghề mà giao của chú chắc cũng xưa lắm rồi đó. Chú từ Trung vô đó. Để đi xem nè, đi xem mấy nhà khúng này nè. Nhà hoa ha. Này bán quần áo hay gì? À. Khúm khúm nhà cũ rồi, hồi xưa. Quay lại cái đình Hùng Dương hồi nãy nè. Trang này trên đây có ngôi nhà xưa nữa nè, có cái cầu thang đi lên nè, không gian này cũng sửa bớt rồi đó, sửa bớt một ít rồi đó. Thank you.
qua đây chung cư hết nhà xưa, nhà xưa bên phố bên kia, đây là chung cư. Này bán đá nè. Phía sau này là Võ Văn Kiệt. Vô đây hết đường, bích đường. Ở bên kia, khóm bên kia có căn nhà xưa nữa kìa. Đó, nhà đó cũ cũ đó. Trai gặp Võ Văn Kiệt rồi. Khạc. Nhận dắt sổ. À, cầu thang lên chung cư nè. Lô D, khu chung cư, chợ quán, phường 1, quận 5. Rồi, mục quá ra. Ta thử cầu thang ha. Cầu thang ngày xưa là có cái bậc này để cho xe chạy hay gì vậy đó. Mát đi ha. Ở đây có cái bàn ghế ngồi. Nhà bên kia là để mấy cục nóng, 2, 4, 5 cục luôn. Còn hai đi lên nữa đó. Đây, không cười ha, yên ấm ha. Ghế. Gió mát kia cùng có bên me trái quá vậy trái. Thôi xem cầu này thử xe mà sao mà chạy được đến bên đây nguy hiểm, khu vực nguy hiểm do công trình xuống cấp. Chú ý đây là khu vực nguy hiểm do công trình xuống cấp.
cây gì vậy ta? Gai không? Đều có cái dốc chạy lên chạy xuống, không biết phải không ha. Này chắc cũng cả trăm năm rồi quá. À, trời ơi, nó bị nứt hết trơn rồi. Ghê quá. Ôi da. Đây nè, nứt đây nè. Cái băng cang này nó ngắn cuốn nè. Trời ơi, đúng nó không cao hơn được nữa cái người mình á. Cái này mà chớp là nó ta hấp tấp chứ không được. Cẩn thận nha. Ngắn tủn luôn á. Không được nữa người. Hấp quá. Mấy bữa đọc báo á, thấy thì mấy em bé nhỏ té lầu á. Chơi té lầu chết quay luôn á. Rất là thương tâm. Có căn nhà bên kia. Cái lầu trên cao đó, nó giống như nó bị quằn vậy đó. Nhiều lầu ấy chứ. Nó có người ha, nó cũng đi xì vậy ha. Cầu thang phong cách vậy ha. Xuống đây. Mà do thời gian nó lâu quá đó. Bị nứt. Dạ, nứt rồi. Cái gì kìa. Lầu xuống rồi. Thôi xuống này. Khu này mình gửi xe hồi nãy thì phải không, ở phía trước nè.
dãy bên đây cũng bị nứt quá trời. 1, 2, 3, 4 lầu. Đất sạch. Rồi cái rau tê, rau tiêu, rau tê. Ý phải. Rau càng cua, nói ghét 7, 3. Rau càng cua hoặc là cái rau tiêu, cái rau tiêu. Có cái ghế đá mà. Rồi. Con chim kêu ở đâu? Ở đây số nhà mới rồi, đường Võ Văn Kiệt. Uống tóc hả? Nam uống tóc hả? Nam uống tóc trần trần à. Mà anh trai uống à. Anh trai đứng vấn, đứng vấn tóc rồi. Bán số lấy bọt nữa nè. Ở đây có cái dịch vụ gội đầu nữa nè. Hair salon. Ồ, mấy bạn trai không à. Mấy bạn trai đứng gọi uống tóc cho bạn gái. Uống setting rưỡi nhuộm 299, gọi 35, làm móc 40, cắt sấy 50, cắt da sơn gel 90, trang điểm bới tóc hấp dầu đất bột vẽ móc gì ha, có đủ hết ha. Mắc quá. Rồi yên tĩnh ha. Mày mấy cái tiệm hớt tóc này tới đông khách lắm. Ai cũng cắt tóc, sửa soạn đẹp ăn Tết. Mấy ngày Tết mà hai mấy á, chạy ngang mấy cái tiệm này nè. Tiệm nào cũng đông hết á. Ta ngồi ta chờ. Ta chờ đông quá đông á. Rồi. Căn nhà này bị ngang có nhỏ xíu xíu. Bị ngang nhỏ xíu, chắc chừng 2 mét rưỡi. Hả? Một lần dừa Bến Tre đặc biệt thơm ngon, kẹo dừa kẹo nổi. À, mình đang giữa cây cột điện thấy ghê. Bà đọc báo đặc sản Bến Tre. Đọc báo căn nhà số 102 chắc số cũ số mới rồi đó anh Kiệt ha. Nhìn thấy bà lớn tuổi bà còn đọc báo được rồi, hay đã không? Nhà cửa tương tất còn gàng. Ủa mình gửi xe ở đâu rồi? Đi gác quên rồi. Đây dịch vụ sơn móng. Đây là sơn móng không à. Này nãy mình đi ra thì phải. Đội đầu á, người ta cũng có massage mặt mà không biết ở đây có massage mặt ha. Đi mệt hay nhức cái đầu gì đó vô cho nó bấm cái đầu. Ủa,
cái đường của mình đâu mất tiêu rồi. Bấm cái đầu á. Thường thường á vô bấm cái vậy á là mình phải tiếp. Phải tiếp cho cái người bấm đó. Giống như được bắt hình dân. Chưa giờ tầng cũng chưa trơn. Đây nhà xưa đây. Hình như khúc này thì tuyệt vời đó ta. À cái chú mày giao nãy nè. Ủa vậy mình đi đâu? Mình đã đi lạc rồi. Mình đã đi lạc đường rồi. Quay ra chỗ hồi nãy nè. Bây giờ quay ngược ra chợ đi ngược lại. Coi chừng chó dữ rồi. Khỏi cuốn sắt ra. Nhà khúc này vui thử. Bên đây hình như đã sửa lại bớt rồi à, xây đầu không à. Bên đây khang trang hơn bên kia. Gì mà hủ hủ quá trời ta. Hủ gạo. Đừng người ta bán gạo. Đình Bình An hồi nãy
bao lì xì. Đọc luôn. Cái cục này nó tròn quay à, cho nên nó lạ, ai cũng dùm hết đó. Cảm giác sổ à. Hình như chỗ này. Ừ, chỗ này đúng rồi nè. Quẹo qua đây, xuống đây nè. Củ nén rồi không không ừ củ nén không không củ kiệu dừa kiệu không kiệu củ kiệu đi ngang chợ hơn 10 kiệu chút xíu dài đi về rồi. Về lúc trưa về nghỉ mai làm hay là chiều về làm nữa chú nghỉ trưa Nghỉ trưa hả? À. 2 giờ chú ra hả? 2 giờ ra hả chú? Dạ. À. Chú về cũng trưa. Đây. Qua bên kia là lấy xe rồi. Ngồi đây nghỉ mệt chút ha. Trưa đi thấy chú giá. Thôi được rồi, đi ra. Cơm trắng, bán cơm trắng nữa kìa. Đồ cũ nè. Hạt dẻ hay là... bánh lăng dừa 3.000 cái sâm rong biển cây nhỏ bánh lăng hả chị hai cái hay ba cái đi cái này là cái gì mà có chút chéo vậy ăn thử đi cái nhỏ xíu vậy đó 3.000 hả kêu bánh gì bánh dừa hả có dừa có lăng ăn hai dừa hai lăng một dừa đi ha kêu quen chiêu à, mình dễ cưng mini rồi qua video mới này.